Sáng nay, hạt kiểm lâm huyện Cam Lộ phối hợp với ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đa Rông tiến hình thả một cả thể trăn về môi trường tự nhiên. Như đã thông tin trước đó trong lúc đi làm rừng, một người dân ở thôn Phan xã Phường xã Cam Thành huyện Cam Lộ đã phát hiện một con trăn có trọng lượng gần 25 kg, dài hơn 4 m, cách khu dân cư khoảng 1 km. Thời điểm phát hiện, con trăn đang nuốt một con dê của người dân trong vùng.